Ok rồi, đây là chính sách trả thưởng của Nu Skin. Nu Skin là công ty hiện tại bây giờ có mặt năm 2013, có mặt 53 quốc gia trên thế giới. Và chính sách trả thưởng của Nu Skin là chính sách trả thưởng toàn cầu, tức là được áp dụng toàn thế giới với một cái chính sách trả thưởng giống nhau. Và đó là một trong những cái điều rất là hay của công ty này, tức là ở bất cứ cái thị trường nào mình cũng có thể dựa vào cái chính sách trả thưởng này để mình biết được chắc chắn mình sẽ có được bao nhiêu tiền, mình làm thì mình sẽ được trả hoa hồng như thế nào. Thì khi mình mới tham gia công ty Nu Skin đó, thì mình là những nhà phân phối, là những distributor. Thì cái quyền lời của những nhà phân phối thứ nhất đó, là mình có thể mua hàng với giá xỉ, mình có thể bán hàng với giá lẻ để kiếm lời, mình có thể nhận những cái món tiền thưởng nóng và mình hưởng được 5% của những người do mình trực tiếp giới thiệu. Thì để mà có một cái sự phân biệt đó, thì khi mà những người mới tham gia là gọi là distributor, nhà phân phối, thì An sẽ cho những cái ký hiệu là L, L, L viết tắt là level. Hả? Thì đây là mình, nếu mà mình á thì mình gọi là level level zero, tức là mình. Khi mình sponsor một người đó thì người đó gọi là level one, đúng không? Đây là mình, level one. Khi mà người này sponsor một người á thì người này sẽ là level two của mình, level thứ hai của mình. Và người này sẽ là level một của người này. Và họ đi xuống như vậy tới vô tận. Thì khi mình mới tham gia đó thì mình được hưởng 5% tiền hoa hồng của level 1, cái tầng top 1. Ok. Thì nếu mà người nào họ mua sản phẩm thì tùy theo cái số điểm trên sản phẩm nó bao nhiêu thì mình được hưởng 5% của tổng số điểm đó. Nếu mà cái người thứ hai nào họ mua sản phẩm đó thì mình không được hưởng tiền hoa hồng. Ok. Thành ra mọi người thấy rằng là để mà hưởng tiền hoa hồng thì chúng ta không có muốn chỉ có trở thành nhà phân phối, tức là distributor, mà mình muốn đi cái vị trí kế tiếp, tức là chúng ta muốn đạt được cái vị trí nó gọi là executive. Thì để mà cho mình phân biệt được cái sự khác biệt giữa distributor và executive thì distributor là L, L, right? Là level, còn mà executive mình viết là G, tức là generation. Thì executive, nếu mình là executive á, thì mình là G0, tức là G0, tức là mình. Nếu mình giới thiệu cho một người và người đó trở thành executive thì người đó gọi là G1, tức là G1. Rồi người đó họ giới thiệu một người và người đó thành executive luôn á, thì cái người đó gọi là G2 của mình, và cứ tiếp nối như vậy. G2 của mình tức là G1 của người này, đúng không? Rồi tiếp nối như vậy. Và bây giờ cái điều kiện để trở thành executive đó, thì đối với thị trường khắp nơi đó thì mình cần phải có 4.500 điểm tích lũy. Tức là sao? Nó có hai cách, chậm và nhanh. Chậm đó thì công ty nó đòi hỏi là tháng thứ nhất, tức là khi nào mình có 1.000 điểm, tức là tháng thứ nhất. Tháng thứ nhất không có tính là khi mình tham gia. Khi nào mình có 1.000 điểm thì đó là tháng thứ nhất. Giả sử như tháng này mình tham gia cái mình mua 100 điểm, rồi tháng sau mình tham gia 100 điểm, rồi tháng sau nữa, cái tháng thứ ba của mình đó, mình mua 1.000 điểm, thì cái tháng đó sẽ là tháng thứ nhất theo cái này. Thì cái điều kiện là tháng thứ nhất mình sẽ cần tích lũy 1.000 điểm, rồi sau đó tháng thứ hai mình cần tích lũy 1.500 điểm, mà tháng thứ ba mình cần tích lũy 2.000 điểm, tổng cộng lại đó là 4.500 điểm thì mình sẽ trở thành executive. Đó là cách chậm. Cách nhanh đó là giả sử cái tháng thứ nhất mình có 1.000 điểm, rồi tháng thứ hai mình có 3.500 điểm, thì tổng cộng lại cũng là 4.500 điểm, thì cái tháng thứ hai này mình sẽ thành executive. Hoặc là cái tháng thứ nhất mình có tổng cộng là 4.500 điểm thì mình cũng sẽ trở thành executive. Nhưng mà luôn luôn tháng thứ nhất phải tối thiểu 1.000 điểm và tháng cuối cùng phải tối thiểu 2.000 điểm. Thành ra là giả sử cái tháng thứ nhất mình có 3.500 điểm và cái tháng thứ hai mình chỉ có 1.000 điểm thôi thì mình vẫn không thành executive, tại vì cái tháng cuối cùng luôn luôn đòi hỏi 2.000 điểm. Thành ra là ví dụ như tháng thứ nhất mình có 3.500 điểm, rồi tháng thứ hai mình có 2.000 điểm thì mình sẽ trở thành executive, đúng không? Tại vì mình hội đủ cái điều kiện của tháng thứ nhất và tháng thứ hai. Điểm tới từ đâu? Giả sử bây giờ đây là mình tham gia mình mua 100 điểm, rồi mình giới thiệu cho hai người, người này họ mua 500 điểm, tức là đây là L, mình là L0 ha, L0 của mình. Mình giới thiệu cho hai người này là L1 của mình, một người mua 500 điểm, một người mua 1.000 điểm. Rồi hai người này mỗi người họ giới thiệu thì cái này là L2 của mình, tức là L2 của mình. Thì có một người mua 900 điểm, một người mua 1.000 điểm, một người mua 1.000 điểm. Thì 1.000, 2.000, 3.000 cộng 900 là 3.900, cộng 500 là 4.400, cộng 100 là 4.500. Thì nếu mà như vậy thì mình sẽ đủ điều kiện thành executive. Ok. Còn ở Việt Nam đó thì nó khác một chút. Việt Nam nó đòi hỏi là 6.000 điểm trong vòng 6 tháng và mỗi tháng tối thiểu là 1.000 điểm. Bây giờ ví dụ như tháng thứ nhất mình có 6.000 điểm thì mình sẽ trở thành executive ở Việt Nam. Hoặc là tháng thứ nhất mình có 2.000 điểm, tháng thứ hai mình có 4.000 điểm, mình sẽ trở thành executive ở Việt Nam. Hoặc là cứ mỗi tháng mình có 1.000 điểm thì sau 6 tháng mình sẽ trở thành executive ở Việt Nam ha. Ngoài cái đó ra rồi thì mất tất cả những cái khác nó sẽ giống nhau. Sau khi mình trở thành executive thì mình cần phải duy trì. Duy trì tức là sao? Bây giờ đây là mình là G0, G0.
Thì trong cái người zero của mình sẽ có những người gọi là nhà phân phối, họ chưa trở thành executive. Thì trong cái hệ thống này cộng lại mỗi tháng mình cần duy trì 3.000 điểm. Và nếu mình có một người do mình giới thiệu họ trở thành executive, thì trong cái hệ thống người đó họ cũng sẽ có những người chưa trở thành executive. Thì cái này nó gọi là cái circle group, ha, nhóm của mình. Đây người này có một cái nhóm của họ thì mình sẽ người này cũng sẽ duy trì 3.000 điểm. Và nếu mà người này họ giới thiệu một người khác trở thành executive, thì người này trong cái nhóm của họ cũng duy trì 3.000 điểm. Thì cái 3.000 điểm của mình nó phải tới từ những người chưa trở thành executive. Mình không có được cộng cái điểm của người này để vô 3.000 điểm của mình. Mình được hưởng tiền huê hồng của những người này, nhưng mà cái 3.000 điểm này nó phải tới từ những người trong cái hệ thống của mình, chứ không phải là những người đã gọi là ly khai. Ok. Và cái nó có những cái nấc thang trả thưởng. Ví dụ trong cái circle group của mình đó, mà mình có từ 2.000 tới 2.999 điểm đó, thì công ty sẽ trả cho mình 9% của cái circle group này. Nếu mà nó từ 3.000 tới 4.999 điểm của cái circle group này đó, thì công ty sẽ trả cho mình 10%. Cộng với nếu mà mình đạt được 3.000 điểm tối thiểu đó, thì nó sẽ tặng cho mình thêm 5%. Nghĩa là mình sẽ được 15% của cái hệ thống này. Và nó cứ tiếp tục như vậy cho tới 20%. Ok. Bây giờ cái quyền lợi của executive. Executive vẫn có thể mua hàng với giá sỉ, có thể bán lời, bán lẻ để kiếm lời, có thể vẫn có thể nhận được tiền thưởng nóng. Nhưng mà khác với nhà phân phối, tức là khác với distributor, là được hưởng 5% của những người trực tiếp, thì executive được hưởng 9 tới 20% của cái nó gọi là group sales volume, tức là GSV. Group sales volume từ đâu? Bây giờ ví dụ đây, bây giờ tới lượt mình đã trở thành executive, tức là mình là G0. Thì mình có những người này cũng do mình giới thiệu, nhưng mà tại vì những người này chưa trở thành executive, thành ra là họ là L1, L2, L1, L2, tức là level 1 và level 2 của mình. Thì tất cả những cái điểm này nó sẽ cộng lại cho mình, và mình tùy theo cái số lượng điểm là bao nhiêu, thì công ty sẽ trả cho mình từ 9 cho tới 20%. Ok. Thì bây giờ để giải thích này. Cái mục tiêu của mình khi tham gia là một nhà phân phối, thì cái mục tiêu của mình là mình muốn trở thành executive càng sớm càng tốt. Tại vì executive mới được hưởng cái chế độ huê hồng cao hơn, đúng không? Và sau khi mình trở thành executive á, thì cái việc làm kế tiếp của mình là giúp cho những người do mình giới thiệu trở thành executive, để họ cũng có quyền lợi giống như mình, tức là họ bắt đầu hưởng tiền huê hồng nhiều hơn. Và nếu mình làm được như vậy á, thì ngay cả chính bản thân mình cái huê hồng sẽ tăng. Đây là những cái danh hiệu của mình, ok? Đây là cái số lượng những executive trực tiếp của mình, tức là những người executive do mình trực tiếp giới thiệu. Và đây là những cái thế hệ generation, tức là thế hệ, tức là đây là mình trở thành executive, mình giới thiệu cho một người họ trở thành executive, rồi người đó họ giới thiệu cho một người trở thành executive, và nó cứ đi xuống như vậy 6 lần, đúng không? Nên là mỗi người này, các chị nên nhớ rằng là mỗi G này họ sẽ có những người chưa trở thành executive, cái đó nó gọi là cái circle group. Ok. Rồi bây giờ nếu mình chưa có một executive nào trực tiếp của mình đó, thì mình sẽ là executive bình thường, và mình hưởng 9-20% của những người trong cái hệ thống của mình. Bây giờ nếu mình có thể đào tạo ra được một người trở thành executive, thì ngoài cái quyền lợi là mình hưởng 9-20% của những người trong cái hệ thống của mình, thì mình được hưởng thêm 5% của cái hệ thống của executive đời thứ nhất của mình. Phải không? Cái gì nắm rõ ha? Bây giờ nếu mình tạo ra được 2 cho tới 3 executive, thì mình sẽ tiếp tục hưởng được 9-20% của những người đang nằm trong cái hệ thống của mình, tức là cái circle group của mình. Cộng thêm mình được hưởng 5% của những người trong cái hệ thống của executive đời thứ nhất của mình, G1 của mình. Cộng thêm mình hưởng 5% của G2 của mình. Ok. Và nếu mình có đào tạo được 3-4 tới 5 người executive, thì bây giờ mình sẽ là Ruby. Mình sẽ hưởng 9-20% của những người trong circle group của mình, 5% của G1, 5% của G2 và 5% của G3. Và nó cứ đi như vậy. Emerald thì mình có 6 tới 7 executive, và mình hưởng tới 4 đời. 4 đời executive ha. Và nếu mà mình có 8, 9, 10, 11 đó, thì mình sẽ là Diamond executive, và mình sẽ hưởng tới 5 đời. Ok. Và nếu mình có 12 executive, mình sẽ là Blue Diamond executive, và mình sẽ hưởng được 6 đời. Và cái gì nên chú ý này, lý do mà công ty này nó trả được nhiều tiền đó, là tại vì 6 đời đi xuống đó, họ trả đều 5% đều hết. Những công ty khác có thể họ trả cho mình 10% ở đây, 8% ở đây, rồi 5% ở đây, là nhiều khi 1% ở dưới này. Nhưng mà khi mà mình làm kinh doanh này, mình biết đó, là mình càng đi xuống nhiều đó, thì càng có nhiều người. Ví dụ như là một Blue Diamond trực tiếp đời thứ nhất đó, họ có thể họ có 12 người thôi. Nhưng mà 12 người này mỗi người giới thiệu 2 người, thì cái đời thứ hai đó, họ có thể có 24 rồi.
mà 24 này mỗi người giới thiệu hai người thì dưới này sẽ có 48 này. Không, 96 này, 182 này, vân vân đi xuống, dưới này càng ngày càng đông. Thì càng đông á, mà những cái công ty khác họ trả chỉ có 1% á, thì không bao nhiêu tiền hết. Nhưng mà công ty mình nó trả rất là đều. Nhưng mà đây là một cái quyền lợi khác mà những công ty khác không có. Mà công ty New Skin nó sẽ thưởng cho mình nếu mà mình ở lại với công ty lâu dài. Nhiều công ty khác á, nó những cái chính sách trả thưởng nó đưa ra nó chỉ thưởng cho mình nhiều tiền lúc ban đầu thôi, mà sau đó thì không có nhiều. Và nếu mà mình ở với một công ty mà mình ở càng lâu mà người ta không có trả nhiều thì sao? Mình sẽ tìm tới công ty khác. Và nếu mình tìm tới công ty khác thì những người trong đội ngũ của mình họ sẽ bị chết, để mình đánh bắt đầu, họ sẽ bị thất bại. Và đó là một trong những lý do mà nó tạo ra những cái tiếng xấu cho cái ngành này, là tại vì những người đó họ làm không có được, tại vì không được hướng dẫn. Còn công ty này đó, người ta rất là thông minh, người ta biết rằng đó là muốn phát triển lâu dài thì mình phải thưởng những người ở lâu. Thành ra là nếu mình có 13 executive trở lên thì thay vì người ta trả 5% giống như kia thì người ta sẽ trả cho mình, người ta sẽ mở cho mình một cái account mới, làm ngay đây. Và mình sẽ dùng account này để mình sponsor những người mới. Và những người mới đó sau khi trở thành executive mình sẽ hưởng được 10%. 10% tức là cái chân thứ 13 trở đi mình sẽ được trả gấp đôi. Và đó là lý do tại sao mà hiện nay những công ty mà làm về cái ngành này ấy, thì công ty New Skin là công ty có cái chính sách trả thưởng cao nhất. Cái người mà đạt được cái chi phiếu mỗi tháng cao nhất là thuộc về công ty này. Năm ngoái có một người là được 1.300.000 đô la chỉ còn một tháng. Và hiện tại bây giờ không có công ty nào, có người nào có thể làm một tháng mà vượt qua cái doanh thu đó được. Mà đó là chỉ là sự khởi đầu thôi. Và có ba cái mốc mà chúng ta cần phải biết. Thứ nhất đó, là nếu mà chúng ta đạt được cái vị trí Ruby đó. Ruby á, hiện tại bây giờ những Ruby đó trung bình họ làm mất cho một năm. Trung bình một năm là những người mà Ruby họ trở thành Ruby. Không phải ai tham gia một năm cũng thành Ruby. Nhưng mà những người lên được Ruby đó, thì trung bình họ mất một năm. Và Ruby có mức thu nhập khoảng 32.000 đô trung bình mỗi năm. Rồi sau đó cái mốc kế tiếp là Diamond. Tức là Ruby thì có 4-5 người, Diamond từ 8-9-10 người, tức là gấp đôi. Thì mình đạt được cái Diamond á, thì cái thu nhập trung bình sẽ là 127.000 đô mỗi năm trung bình. Và những người mà đạt được cái vị trí Diamond á, thì họ mất trung bình khoảng 2 năm rưỡi. Tức là các chị phải hiểu cái sự khác biệt, không phải ai vào 2 năm rưỡi cũng thành Diamond, nhưng mà những người trở thành Diamond, trung bình họ mất 2 năm rưỡi. Phải không? Và kế tiếp á, là một cái mốc kế tiếp nữa, là mình Blue Diamond, tức là mình nhân làm cái này một lần, hai lần thành Diamond, một lần nữa thành Blue Diamond. Thì bây giờ là Blue Diamond á, mức thu nhập trung bình mỗi năm của năm 2012 là 617.000 đô. Và những người mà Blue Diamond á, thì trung bình họ mất khoảng 7 năm. Thì chúng ta đặt câu hỏi này. Có nhiều người đã làm hơn 2 năm rưỡi qua rồi, họ vẫn chưa làm được 127.000 đô. Mặc dù họ có thể làm rất là nhiều. Và có thể họ làm thêm 10 năm kế tiếp, họ cũng không có đạt được cái doanh thu là 127.000 đô mỗi năm. Và Blue Diamond thì chắc chắn là những người đi làm bình thường họ sẽ không bao giờ làm được cái số tiền này mỗi năm. Và ngay cả doanh nghiệp, nhiều doanh nghiệp không có đạt được cái doanh thu này sau khi trừ chi phí. Nhưng mà đối với công ty này, những người họ làm được cái này họ mất 7 năm. Thì giả sử như chúng ta là một người trung bình, chúng ta làm việc trung thành theo cái hệ thống và tuân thủ theo tất cả những cái điều gì hệ thống nó dạy mình. Và mình có thể làm cần mẫn để 7 năm sau mình trở thành Blue Diamond. Thì sau đó mỗi tháng mình có doanh thu là 617.000. Thì hỏi thử cái gì chúng ta là chúng ta có làm hay không? Đúng không? Tại vì trong công việc cũ thì chúng ta cả đời chưa chắc chúng ta làm được con số này. Và những doanh nghiệp mà họ để làm được cái này đó, họ phải mất một số vốn lớn, đầu tư rất lớn họ mới làm được. Rất lớn mới làm được. Và hiện tại bây giờ trong công ty New Skin đã có trên 1.000 người họ làm được cái doanh thu này. Bây giờ chúng ta đặt những câu hỏi lớn, những công ty giống như là Apple ha, những công ty như ExxonMobil. ExxonMobil là doanh thu mỗi năm của nó là trên 200 tỷ Mỹ Kim. Nhưng mà trong công ty đó chỉ có 67 người đạt được cái doanh thu trên 500 ngàn mỗi năm. 67 người với một công ty là trên 200 tỷ. Công ty Apple là một công ty rất lớn, doanh thu trên 100 tỷ đô la. Những người mà có thể làm được cái doanh thu lương bổng mỗi năm đó, cái này nó khoảng 3 người. Mà riêng với công ty mình có 1.000 người làm được cái mức doanh thu này mỗi năm, mà nó còn tăng trưởng mỗi năm. Thì khi mình hiểu như vậy á, thì chắc chắn mình thấy rằng đây là cái công việc rất là hay.